Xin chào anh em. Thì hôm nay nhân tiện ở khu vực em đang mất điện từ 6 giờ sáng ngày hôm nay. Và bây giờ đang là buổi trưa. Bây giờ vôn của tấm pin em đấu nối tiếp là được 67V này, gần 68V này. Đấy, đang chuyển đổi được gần 39A và được gần 530W, có thời điểm lên gần 600W nhé. Đấy, con sạc này nó chuyển đổi rất tốt. Đây là con kích em đang cắm vào để dùng này. Thì các bác sẽ nhìn em kẹp coi cái dòng của nó nhé. Cái dòng giữa chênh lệch giữa bên BV và bên vô bình nhé. Thì bên BV này, cái dây này em chỉ làm một cái dây tạm là dây 2.5 thôi, nhưng mà không một chút nóng. Thì các bác sẽ xem bây giờ dòng của nó là bao nhiêu nhé. 8A này, 8.7A nhé. Thì bác đo bên này này, nó lên 37-38A này. Đấy, các bác thấy không? Rất chi là hiệu quả nhé. Thì thời gian qua có rất nhiều bác đã sử dụng cái sản phẩm này ở bên em đã biết rồi nhé. Con này là con sạc 60A. Hôm nay thì mất điện, em lấy ra dùng trong gia đình. Đấy. Ok không mấy bác? Bên này đang là gần 38 nhưng mà bên này nó chỉ nằm một tầm 8, tầm 9A thôi này. Đấy, thì cái dây mà mình kết nối xuống thì như các loại tấm pin này, 700W pin này thì cần dây 4 ly thôi. Như dây 2.5 này là không có một chút nóng rồi này. Thì mình cần dây 4 ly thôi là chạy vô tư luôn. Đó. Còn dây bên này thì mấy bác phải nên làm dây 10 ly trở lên. 10 hoặc là có thể là 15. Đấy, cái dây mà từ bộ nạp qua bên bình như này. Dây này em làm dây, em lấy cái kẹp này em đỡ, nhưng mà dây rất nóng, nóng ran dây luôn đấy. 38A. Gần 39A, bây giờ là công suất watt nó chuyển đổi được này, mấy bác xem này. Đấy, 530W. Còn bên này thì em đang chạy một hệ thống lớn này. Còn kích này là con kích em mới sửa cho một bác ở trên thành phố Hồ Chí Minh. Bác bảo khi nào bác xuống lấy, nhưng mà chưa thấy bác xuống nhà lấy nhé. Hôm nay em cũng lấy ra em test. Lúc này em có test nấu cơm với bếp từ. Lúc em dùng đấy thì em có kết nối xuống gần 1.000W pin để em nạp cho cái hệ này. Đấy, để khi dùng lớn, nhưng bây giờ dùng nhỏ rồi thì em không có nạp nữa. Đấy, mất điện này em dùng hai hệ như thế này luôn. Khu em thì bây giờ tất cả gần nhà em đây thì nói chung là người ta chưa có dùng pin năng lượng mặt trời, nên là nóng là ra ngoài ngồi hết. Nhưng riêng nhà em thì về quạt được cái là mình mất điện thì mình dùng, như trẻ em thì đó là mình ngủ trưa mình bật máy lạnh dùng thì không phải nghỉ đâu mấy bác. Nên là cái gì nó cũng có cái sướng của nó. Mất tiền thì tuy là đầu tư nó tốn kém một chút, nhưng mà khi mất điện thì mình có cái mình dùng mà ai cũng dùng được, không cần người lớn, khỏi cần mấy phát, không nghe tiếng ồn. Nó có tiện của nó. Thì máy phát nó đầu tư một cái 6-7 triệu hoặc là 9 triệu để dùng cũng là được rồi. Nhưng mà đôi khi không có người đàn ông ở nhà nó cũng khó. Và tiếng ồn nó phát ra cũng khó chịu. Rồi là cũng tiền xăng nữa mấy bác nhé. Thì mình sắm nó một bộ tầm 5-7 triệu hoặc 10 triệu rồi nó mất điện, mình dùng bóng với quạt xem tivi là vô tư. Còn bác nào mà đầu tư những cái hệ lớn như thế này thì mình có thể dùng kèm được máy lạnh. Nếu buổi trưa có nắng mình dùng máy lạnh là ok nhé. Đấy, nếu như các bác mà dùng được hệ 24V như thế này thì nó sẽ ok hơn là hệ 12V nhé. Hiện nhiên thì bình thì mình phải đấu hai bình rồi. Thì dây nạp bình bây giờ nó rất chi là mát này. Tuy nó nhỏ thôi nhưng mà nó mát. Nó không nóng như hệ 12V nhé. Bên em bây giờ đang mất điện. Đến thời điểm bây giờ đang buổi trưa, vẫn đang còn mất điện. Đấy thì chắc chắn nó sẽ mất nguyên ngày hôm nay. Đấy thì các bác dùng như thế này là mấy bác thấy cái sự sướng của nó nhé. Thì như cái bình này này, bình này nếu các bác mua được cái bình 150A này, bình công nghệ gel này này, thì nó cực kỳ tốt nhé. Bình này của nó là CG này, CGT12-150VS. Đấy, ký hiệu bình là như vậy đấy, bình này công nghệ gel, bình này tuổi thọ tương đối cao, bình của Vision. Đấy, mấy bác nào mà mua bình viễn thông này thì cứ liên hệ với em. Đây là 150 công nghệ gel. Còn phía bên này á là bình bên này là bình 100 này. Bình này thì bình công nghệ AGM bình thường.
Đấy, bình 100 này bình công AGM bình thường nhé. Bình này thì hôm vừa rồi có một anh lấy con kích 48V và lấy con 3 trong 1 48V và bốn cái bình 100 này nhé. Và đây là bình 150 này, bình này cũng công nghệ AGM. Đấy, bình 150. Bình này là bình nói chung là bình công nghệ AGM bình thường nhé. Đấy, 150 bình của Vision. Đây này, mã số bình này, 6FM 150MV gạch X. Đấy, 12V 150, bình là bình Vision sản xuất tại Việt Nam nhé. Và pin thì bên em giờ chỉ bán pin mono, giờ hiện giờ đang có pin mono 160. Nó nạp mà rất hiệu quả mấy bác ạ. Nói chung là nạp cực kỳ hiệu quả nhé. Nó chuyển đổi rất chi là tốt, gần như là đạt 100% luôn. Thì còn con kích 4000VA này thì hiện giờ bên về kích này thì hiện bên em hiện giờ đang hết hàng này. Không còn hàng đâu nha mấy bác, có rất nhiều bác cũng đặt ở bên em nhưng mà hiện giờ đang hết. Thì hôm nay cũng nhân tiện mất điện, em cũng quay một cái bộ em dùng lúc mất điện buổi trưa. À, bây giờ em sẽ vào em bật máy lạnh để thưởng thức điện, thưởng thức máy lạnh ngày mất điện nha mấy bác. Thì dĩ nhiên hai cái bình này chạy một cái máy lạnh inverter một ngựa thì trời nắng như này thì không phải nghĩ đâu mấy bác nha. À, rất cảm ơn anh em đã theo dõi hết video. Xin gặp lại anh em ở video kế tiếp nhé.